bây giờ sẽ chia sẻ cho bác Ngô Tận. À, xin phép các bác một lát nhé. Làm sẽ chia sẻ cho bác Ngô Tận để cho bác biết chiếc xe này là bác trước luôn. Vâng, trước luôn trên live ngày hôm nay. Thì sẽ tặng cho bác 8 triệu. Còn tặng 10 triệu đi. Tặng 10 triệu cho bác nhân dịp đầu tháng cho nó đỏ. Đầu tháng thì hôm nay là mùng 1 đầu tháng rồi. Thì em Hương xin được gửi lời chúc sức khỏe này đến toàn thể khách hàng thân yêu của em. Chúc khách hàng nhà mình một tháng mới công danh sự việc là luôn theo ý mình nhé. Tháng mới rồi, mong những điều may mắn, những điều thành công sẽ đến khách hàng của em ạ. Cảm ơn bác Trương Nguyễn và bác Xuân Cường đã cùng em tham gia buổi live stream ngày hôm nay. Chào Phạm Hà nhé. Các bác nào đang xem buổi báo giá live stream trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Tháng mới rồi, mong khách hàng của em luôn được những thành công mới trong công việc, công danh sự nghiệp là cứ phải suôn sẻ ạ. Tháng mới rồi, những thành công mới trong công việc. Chào bác Giang Vũ nhé, Giang Vũ chào Hà Phạm nhé. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương được không ạ. Hôm nay là mùng 1 mà Hải Dương vừa mưa vừa mát luôn. Rất là mát luôn các bác ạ. Nên là hôm nay khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại ở dưới bài live stream của em Hương được không ạ? Số hotline thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Quan tâm mẫu xe nào thì comment vào đây cho em được không ạ? Chia sẻ cho em Hương đi ạ. Tháng mới, mong sao các bác nhà mình làm việc cứ thuận lợi thôi nhé. Chào anh Trương Nguyễn, chào bác Gia Hân này. 11 khách hàng đang xem live stream của em Lê Hương rồi. Mong rằng buổi báo giá ngày hôm nay của em Hương một tháng mới làm việc thật là hiệu quả, năng lượng này. Chào anh Dương Thủy này. Chúc khách hàng của em Hương một tháng mới thuận lợi nhé. Chào anh Nguyễn Phương Đức này. Hôm nay Hải Dương thì rất là mát luôn ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé anh Phương Đức ơi. Anh Dương Thủy ơi, đầu tháng chúc em buôn may bán đắt. Em cảm ơn anh Dương Kết này. Chúc bác Dương Kết này có một cái tuần làm việc hiệu quả này, tháng mới gặp nhiều may mắn nhé. Công danh sự việc cứ gọi là thuận buồm xuôi gió thôi. Cảm ơn anh Trương Nguyễn ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, luôn ủng hộ và quan tâm em trong suốt thời gian những buổi báo giá live stream cùng em Hương. Toàn khách hàng thân yêu của em thôi ạ. Chào bác Hoàng Văn Hậu này. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe luôn. Mẫu xe nào em cũng có luôn nhá. Innova em lại về thêm này, bản G, bản E, Vios về thêm. Và nhiều nhất vẫn là i10, Kia Morning. Vì những dòng xe bên em là những dòng xe phân khúc vừa vừa, để phù hợp với các bác nào cận nghèo hay hộ nghèo đều có thể mua được xe của em Hương nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Anh kiếm được alo cho em. Là như nào anh nhỉ? Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận ở phía dưới bài live stream của em Hương được không ạ? Hôm nay thì em sẽ lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe này. Chào Lê Minh này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. 15 khách hàng rồi, em dự định hôm một bài viết, một bài live stream ngày hôm nay sẽ rất là thành công luôn nhé. Chia sẻ cho em Hương được không ạ? Em xin phép mặc cái áo lắng một chút, dù là không bị lắng lắm nhưng thôi cứ bảo vệ da một chút này. Còn em xin phép được quay sang cam sau nhé. Quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay đây ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại giúp em nhé. Quan tâm đây rất là nhiều xe luôn, sẽ đi một vòng này. Lên cho em 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ, đầu tháng nhé. Bất kể khách hàng mua xe nào bên em xin được tặng khách hàng nhà mình 10 triệu đồng. Nếu như mua bất cứ một mẫu xe nào bên em, tháng mới mà, cho khách hàng nhà mình một sự lộc lá luôn ạ. Chào anh Văn Mạnh này, chào anh Nguyễn Duyên này. Rất là mát rồi. Fortuner à? Anh Văn Mạnh ơi, anh Fortuner hiện tại thì bên em Hương vẫn đang tạm hết ạ. Fortuner, Xpander, những dòng xe hot hit là bên em đang tạm hết. Rất là cháy hàng luôn. Cảm ơn anh Sơn Cường. Con chào dì Vũ Huế này. Anh Mạnh ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Có Fortuner em sẽ báo cho anh luôn. Chào anh Nguyễn Duyên này, có Fortuner em sẽ báo cho anh luôn. Nên là anh để lại số điện thoại cho em. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Chào bác Nguyễn Hữu Lộng Ngợi này. Đây ạ. Nên là đi một vòng xem là quan tâm khách hàng, quan tâm nhà em nào. Rất là nhiều dòng xe luôn, hôm nay lại mát trời nữa, không nắng như mọi hôm. Thời tiết rất là thoải mái luôn, một cái tháng mới. Đây ạ, em sẽ quay từ bên ngoài nhá. Mở màn luôn một chiếc xe i10 màu đỏ đi.
Một chiếc xe i10 màu đỏ em này là bản đủ này. i10 màu đỏ bản đủ nhập khẩu đời 2014. Em Hương đang chào bán với giá là 245 triệu. Lên sóng đầu tiên luôn này ạ. Một chiếc xe i10 bản đỏ, mong cả tháng sẽ may mắn nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Duyên này, chúc em tháng mới đắt hàng nhé. Cảm ơn anh ạ. Chúc anh Nguyễn Duyên và gia đình có những tháng mới thành công và hạnh phúc, và công việc sẽ là luôn hoan hỉ thuận lợi nhé. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Mạnh rồi. Cảm ơn bác Nhật Linh đã tham gia buổi livestream cùng em. Anh Mạnh ơi, bác Nhật Linh và bác Nguyễn Duyên ơi, đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em Hương được không ạ? Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe, quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận phía dưới cho em nhé. Một chiếc xe i10 bản đủ em Hương đang bán là 245 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng này, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ rồi, đề lỗ thông minh, bên ngoài nước sơn màu đỏ đẹp, bên trong nội thất ghế da cũng hai màu kết hợp đen và đỏ nhé. Vô lăng cũng vậy thôi ạ. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. 245 triệu. Trong buổi báo giá đầu tháng mùng 1 hoan hỉ này, em để luôn khách hàng nhà mình còn 235 triệu. Bớt luôn 10 triệu đồng hôm nay mùng 1 đầu tháng. Bác nào mở hàng cho em Hương nào, bớt luôn 10 triệu đồng luôn. Vẫn bao rút hồ sơ, tặng quà cho bác mang về luôn ạ. 245 triệu còn 235 triệu. Cho chiếc xe i10 màu đỏ lên sóng đầu tiên tháng 1 đây ạ. À, thêm một ngày mùng 1 tháng 6 đây ạ. Lên sóng luôn. Em chào anh Nguyễn Duy Anh này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới và những lượt thích trang cho em Hương đi nhé. 245 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ của em Hương, còn 235 triệu trong buổi báo giá trực tiếp buổi đầu tiên của tháng mới, mùng 1 tháng mới hoan hỉ đây ạ. Chào anh Văn Khương đây ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 màu trắng nữa đây. Chiếc i10 đời 2016, em này cũng là bản nhập khẩu 1.0. Em Hương đang bán là 268 triệu. i10 268 triệu, em này là số sàn bản đủ. Bản đủ cũng có đây ạ. Màu trắng bản đủ em có, màu đỏ bản đủ em có nhá. Chiếc màu trắng này em Hương đang bán là 268 triệu đời 2016. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm và túi khí an toàn đầy đủ. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương và có cảm biến đầy đủ rồi. Bây giờ xăng xe đang đắt như này thì i10 là một trong những dòng xe mà khách hàng quan tâm và tin tưởng nhiều nhất này. i10 màu trắng 2016 nhập Ấn Độ 268 triệu. i10 màu đỏ 245 triệu, màu đỏ cũng là bản đủ này. Chào bác Ngô Mến này, chào bác Phạm Tuấn Điệp. Toàn những khách hàng mới đang quan tâm livestream của em Hương. Nếu như khách hàng nhà mình mà chưa thích ấn nút thích trang thì hãy có thể cho em Hương xem một nút thích trang, để khi mà em Hương đăng bài lên thì các bác muốn quan tâm mẫu xe nào thì em Hương sẽ tư vấn cho mình nhé. Còn ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. À, sáng nay có bác nào hỏi em về chiếc xe Morning mà biển Hà Nội, nhập khẩu thì em có này. Kia Morning với nước sơn màu bạc biển 29, em này nhập khẩu đời 2009, nhập khẩu và số tự động đẹp đây ạ. 225 triệu, bác nào kén biển Hà Nội này thì em có Hà Nội đây nhá. 225 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, mặc dù là mẫu xe cỏ vẫn bớt luôn 10 triệu đồng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, mùng 1 hoan hỉ để khách hàng nhà mình nhá. 225 còn 215 triệu, Morning nhập khẩu biển thủ đô 1.0, số tự động đẹp, lên na răng hoa mai, xi nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Sáng nay khách hàng hỏi em lại không nghĩ ra em còn chiếc xe Morning này, nên là em lại gửi cho bác đấy vài mẫu xe biển khác nhé. Còn biển Hà Nội đây, bác nào mà ở Hà Nội kén biển thì em có này. Em này nhập khẩu nhá, không chỉ có sấy sưởi kính đâu mà có luôn cả sấy sưởi ghế cho em này. Ghế da bên trong các bác nhìn này, chất lượng chưa ạ? Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, điều hòa auto. Kia Morning lên loa da răng hoa mai đẹp rồi. 225 triệu đời 2009 bản nhập khẩu này. Em chào anh Bùi Tấn này, ui bác Hoàng Đình Thuyên ơi. Tháng mới em mới nhìn thấy anh đây ạ. Chúc anh và gia đình và có nhiều sức khỏe, công danh sự việc thuận lợi này. Chào bác Vũ Thế Hùng này. Lâu lắm anh Hoàng Đình Thuyên xem buổi báo giá livestream của em Lê Hương đấy. Morning nhập khẩu đây ạ, 225 triệu, số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội, nếu như bác nào kén cả biển nhé. Cảm ơn anh Bùi Tấn này. Chúc toàn thể khách hàng của em Hương tháng mới công danh sự việc thuận lợi nhé. Làm gì cũng đều được như ý của mình ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Telacan. Telacan đây ạ, một form dáng rất là đẹp luôn. Mà số tự động đẹp, giá chỉ có 126 triệu thôi. 126 triệu có xe Telacan số tự động đẹp. Đời 2003, em này đăng ký 5 chỗ ngồi gầm cao nhé, Telacan đây ạ.
Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning bản Fundo đời 2011, em đang bán là 128 triệu. Chào bác Nguyễn Vân này, chia sẻ cho em Lê Hương lên được không ạ? Lên trang cá nhân hội nhóm giúp em Lê Hương đi. Quá là nhiều khách hàng đang quan tâm về mẫu xe bên em này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có Tucson và Eco Sport. Trước mặt khách hàng nhà mình là một chiếc xe Eco Sport đời 2016 số tự động đây ạ. Em 5 chỗ ngồi gầm cao SUV là em đang bán là 425 triệu. Đời 2016 mà giá chỉ có 425 triệu thôi. Một em Eco Sport bãi biển Hà Nội, nước sơn màu lô đẹp, bản Titanium cao cấp, cửa sổ trời có rồi, xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Em này để bản nhiều túi khí nhá. Em này rất là nhiều túi khí luôn. Chào bác Nguyễn Vân, chào bác Ngọc Lệ, chào bác Nguyễn Hòa này. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Eco Sport rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe với lớp sơn màu xanh rất là đẹp, mà điều hòa thì mát lạnh luôn. Các bác đừng có nghĩ rằng xe vài chục triệu là đi sẽ sợ nhá. Chiếc xe này của em chỉ có giá 80 triệu thôi, nhưng mà em đi xuyên miền Bắc luôn. Xuyên miền Bắc luôn, đổ 200 nghìn mà em Hương đi gần một tuần nay chưa hết rồi. Với thời buổi xăng đắt như thế này. Đây anh Nguyễn Hòa ơi, em review luôn, em đang đứng trước xe 80 triệu này. Chiếc xe này là chiếc xe mà em Hương hay đi công vụ nữa này. Vì bây giờ xăng đắt lắm, 0.8 thì đi sẽ ok hơn nhá. Công vụ của em Hương đây ạ, 80 triệu cho chiếc xe sở bắc của em Hương. Đây khẩu trang của em này, đi siêu thị vẫn mang đây, các bác nhìn em này. Toàn đi siêu thị thôi, đấy. Xe này là xe công vụ của em Hương đấy nhá. Đổ 200 nghìn tiền xăng đi, từ hôm đấy đến giờ lượn bao nhiêu vòng rồi không nhớ mà không hết này. 80 triệu cho chiếc xe sở bắc, điều hòa mát lạnh, máy số ngon. Lên bộ mâm rất là chất chơi luôn, nước sơn màu xanh đẹp cực kỳ luôn nha anh Nguyễn Hòa này. Hôm qua đi Big C đây anh này, mua hết từng đây tiền đây. Toàn đi siêu thị thôi, các bác cứ nghĩ là em bán ô tô phải đi con nào tầm tiền tỷ, nhưng không hề các bác ạ. Toàn đi xe Spark thôi. 0.8 dễ lái, vào đô thị cũng dễ lái luôn, luồn lách như cá luôn. Cảm ơn anh Bùi Tấn ạ, chúc anh và gia đình luôn thành công và hạnh phúc nhé. Tháng mới hoan hỉ anh ạ. 85 triệu em có này. Em này thì đăng ký là 2 chỗ ngồi 85 triệu. Còn bên đây một chiếc xe dưới 100 triệu nó cũng là Spark nhưng màu xanh cốm này. Em Spark này em Hương cũng bán là 85 triệu đời 2009 đây. 85 triệu đời 2009. Em này 85, em kia 80, đều là xe công vụ thôi. Các bác nhá, động cơ chỉ có 0.8 thôi. Chào bác Trần Thị Lưu này, bác là xinh gái đúng không ạ? Chào anh Huân, cảm ơn anh Huân rất là nhiều. Em cảm ơn anh Nguyễn Văn Điểm đã cùng em xem livestream nhé. Ở đây em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning này là đời 2021. Các bác nhìn biển số này. Đời 2021, biển số 99, đuôi tam hoa, ba con 9 luôn. Bác nào mà biển 99 mà mua em này về thì không phải sang tên, công chứng vào đi luôn, biển số đẹp như thế này cơ mà. Kia Morning đời 2021 em Hương đang bán là 297 triệu. Các bác nhìn này, nếu như mua xe cũ các bác vẫn được trải nghiệm cảm giác đập hộp. Vì sao ạ? Vì ly lông trong xe các bác nhìn này, gần như là xe mới luôn. Bác nào biển 99 mà mua được em này về biển số tam hoa, ba con 9 luôn, 297 triệu, mùng 1 hoan hỉ, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho chiếc xe này của em Hương. Nói là làm các bác nhé, nói là làm. Hoan hỉ cho em Hương mùng 1 này, 297, còn 287 triệu. Về các bác quay video cho em, đập hộp bóc siêu, ly lông quanh xe các bác nhìn này, ly lông còn quanh xe luôn. Xe đẹp gần như là xe mới luôn, 297, còn 287 luôn trong mùng 1 ngày hôm nay. Chia sẻ cho em Hương buổi livestream ngày hôm nay lên 100 khách hàng đi ạ. Biển 99, đuôi tam hoa, ba con 9, Kia Morning nước sơn màu trắng đẹp, đời 2021 đấy ạ. 297, còn 287 triệu. Khách hàng nào hôm nay mà chốt mùng 1 quá là hoan hỉ về giá đấy ạ. Đèn halogen, có đèn phá xương, nước sơn màu đen đẹp, biển số này quá là thuận lợi luôn. Tháng trước là bị ốm anh ạ, tháng này hết ốm rồi. Cảm ơn anh Bùi Tấn nhé, ngày nào cũng gặp các anh thân yêu như này em quá là vui luôn. Luôn quan tâm và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Tucson gầm cao, em còn về thêm được một chiếc Tucson gầm cao này. Hyundai Tucson gầm cao đây, mới về luôn. Hôm trước khách hàng hỏi anh quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương rất là xin lỗi vì hết rồi. Nhưng chỉ trong 3 buổi thôi là em về thêm rất là nhiều Tucson gầm cao. Chiếc Tucson gầm cao của em Hương đây ạ,
biển thủ đô Hà Nội, nước sơn bóng bẩy, xi nhan trên gương, cửa sổ toàn cảnh toàn trời panorama nhé. Một dàn lốp mới nhập khẩu đây ạ. Em này em Hương đang bán là 425 triệu cho chiếc Tucson. Zin đẹp luôn. Zin đẹp luôn ạ. Một dàn lốp dày dặn mới này. Cửa sổ toàn cảnh nhập khẩu. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Tucson gầm cao 445 triệu thôi ạ. Máy xăng 2 cầu số tự động. Em nói kỹ con kia đi. Con nào anh ơi, anh ơi. Nói chung là anh Hoàng Đình Thuyên ơi, khách hàng thân yêu của em ơi, không việc gì phải nghĩ về con này nữa. 297 mùng 1 hoan hỷ, 287 triệu cho anh. 287 triệu bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Chỉ trên livestream và mùng 1 đầu tháng thì em Hương mới để cho mình cái giá như này thôi. Biển 99, đầu 99, cuối tam hoa 4 con 9 luôn. Đèn halogen có đèn gầm. Cảm giác bóc siêu đập hộp đây. Đúng rồi anh ơi, anh Hoàng Đình Thuyên ơi, nếu như anh quan tâm với em Hương thời gian qua rất là nhiều rồi thì em tư vấn cho anh luôn. Một chiếc xe Kia Morning màu trắng đẹp đây ạ. Em cảm ơn bác Thái Nguyễn này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Để em bóc luôn cả cái cột kèo cho các bác nhìn này. Zin đét toàn xe luôn. Zin đét luôn ạ. Biển đây, màn hình giải trí này. Anh nhìn này, ly lông này. Còn nguyên ly lông này. Bên trong xe rất là nhiều chỗ ly lông. Các bác chủ cũ đi ít mà không đi mấy, thích nên 5 chỗ gầm cao lên để lại xe thôi. Rất là đẹp luôn. 287 à, 297 còn 287. Không mua hôm nay rất là tiếc luôn anh ơi. 2021 đây ạ. Hôm qua là tổng kết cuối tháng. Một tháng làm việc rất là hiệu quả và năng lượng. Nên là cả nhà em đi xả stress, uống hơi say một tí. Đã say rồi mà bác chủ hai vợ chồng đi xe máy từ Hà Nội về. Tham khảo rất là nhiều vùng, những là tất cả các bác cũng từng nói rồi. Anh tham khảo Hải Dương rất là nhiều. Cả ngày hôm nay vợ chồng anh đi xe máy tất cả các salon xe ở bên Hải Dương. Cuối cùng anh vẫn phải về với Lê Hương thôi. Vẫn phải về với Lê Hương. Chốt một chiếc xe Innova đời 2006 nước sơn màu đen đẹp. Máy số zin cho bác đấy rồi. 10 giờ tối ngày hôm qua là bác đấy vẫn đến chốt xe cho em. Cọc cho em 50 triệu và mùng 2 tức là ngày mai đẹp ngày hoan hỷ bác đã đến lấy xe. Bây giờ khách hàng có thể tham khảo tất cả những salon bán xe, đến xem xe trực tiếp, cuối cùng vẫn về với em Hương. Giá cả em Hương đã bao rồi, chất lượng em Hương cũng bao luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mua xe bên em nhé. Chào anh Vũ Đình Khang, chào bác Bùi Ni, lên cho em 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Hoan hỷ đầu tháng giúp em được không ạ? Mỗi khách hàng cho em xin một nút chia sẻ này. Chào bác công nhân năm ấy ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX. CDX được sản xuất vào năm 2010, đăng ký lăn bánh 2011. Cửa tiền trên 200 triệu, có CDX đi. Xe bản sedan 2 đầu, nhập khẩu, phanh ABS, cửa lóc, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. 255 triệu, còn 245 triệu trong ngày mùng 1 ngày hôm nay ạ. Các bác thấy không ạ? Nói chuyện dứt khoát rõ ràng luôn. Lét căng luôn về giá này. Chất lượng em cam kết giữa bên mua và bên bán. Cam kết bằng giấy tờ văn bản. Xe không như em Hương nói, cho khách hàng trả hàng luôn. Có đổi xe không em? Em có đổi xe anh Trần Hà ơi. Anh đang có mẫu xe nào muốn đổi cho em Hương thì anh bình luận giúp em bên đây nhé. Để em có thể và để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo cho em qua số hotline 035 460 2790. Điều kiện đổi xe bên em là 1. Không phản nguội. 2. Là không tranh chấp giấy tờ. 3. Là xe không đâm xô và không ngập nước. Là em sẽ nhập giá cho mình luôn. Nhập giá cho các bác sát nhất luôn ạ. Anh Trần Hà muốn đổi mẫu xe nào thì để lại bình luận cho em và số điện thoại cho em nhé. Ở đây em có đây ạ. CDX đời 2010, đăng ký 2011. Xe nhập khẩu, thân vỏ chắc chắn, máy số thì cực ngon luôn. Số tự động đẹp, cửa lóc đầy đủ. 255 triệu. Mùng 1 ngày hôm nay còn 245 triệu thôi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Cảm ơn anh Bùi Tấn. Anh Bùi Tấn ơi, chia sẻ cho em nào. Bác Trần Hà, bác Bùi Ly ơi, chia sẻ cùng em hơn được không ạ? Lên 50 khách hàng rồi, lại lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Hoan hỉ ngày mùng 1 rồi không ạ? Bên đây thì em Hương có một chiếc xe La City EX. La City EX được sản xuất vào năm 2009. Số sàn em này biển 37, nước sơn màu bạc đẹp. Động cơ trang bị 1.6 và số sàn nhé. 150 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Mặc dù xe cỏ chỉ có hơn 100 triệu thôi, bớt luôn 10 triệu đồng. Đấy, đã nhỡ mồm nói ra rồi là sẽ làm luôn này. Bớt luôn 10 triệu đồng, 150 còn 140. Thế này mà các bác không chốt được nữa thì quá là phí rồi.
Lacetti EX 150 còn 140 trong buổi báo giá ngày hôm nay. Quá là tơi luôn ạ. Chào bác Sơn Nguyễn, chào bác Lê Bá Thanh. Bác Lê Bá Thanh này cùng họ với nhà em rồi, nhà em họ Lê Bá đây. Một siêu phẩm i10 nhập khẩu đây ạ. Một chiếc xe i10 nhập khẩu đời 2014 nhập khẩu đây. Động cơ trang bị 1.0, giá chào bán là 195 triệu. Ồ, đóng cửa rồi ạ đây. 195 triệu cho chiếc xe i10 nhập khẩu của em Hương. Bộ ghế da em Hương lên rồi. Màn hình giải trí đầu đài nguyên bản theo xe bé bé thôi. 195 triệu trong buổi ngày live stream ngày mùng 1 ngày hôm nay. Đừng quên hôm nay là mùng 1, giá sẽ ok các bác ơi. 195 còn 185. Mặc dù là xe cọ chỉ dưới là 200 triệu thôi, bớt luôn 10 triệu đồng. Ui, nói giá mà líu lưỡi luôn các bác ạ. Cảm ơn bác Vũ Hữu Thắng này. Chào bác Tú Mã, chào bác Cường Nguyễn nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Hương được không ạ? Ở đây em có một chiếc xe i10 nhập khẩu đời 2014, số sàn 195, hoan hỉ mùng 1 còn 185 triệu, bớt cực sâu, bớt sâu hoắm luôn rồi ạ. Một em Kia Carin biển 38, nước sơn màu vàng cát đẹp, 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, lên đèn bi, có đèn gầm, phanh ABS, một dàn lốp mới cao to. Kia Carin đời 2010, động cơ trang bị 2.0, số tự động 7 chỗ ngồi thì em có Kia Carin này. Số tự động 7 chỗ ngồi đây các bác nhé. Vâng ạ, hôm nay mát trời không sợ nóng anh ơi, để em... Đây nhá, Kia Carin đây ạ. Để xin phép em cười cái áo ra nóng quá. 7 chỗ ngồi, số tự động 270 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay mùng 1 hoan hỉ, không lấy lãi nữa, chỉ lấy vía thôi. Chỉ lấy vía, bác nào nhanh nhẹn mở hàng cho em Hương trong buổi mùng 1 ngày hôm nay. Giá chào bán 260 triệu. 260 triệu cho chiếc xe Kia Carin đời 2010, 7 chỗ ngồi, số tự động, điều hòa auto các bác nhìn này. Máy số em này thì các bác không cần phải bàn cãi gì cho em Hương đâu ạ. 7 chỗ ngồi, ghế da căng mọng chắc chắn, máy số thì cực ngon luôn. 270 triệu còn 260 triệu. Chào bác Phạm Hiển, chào bác Lê Hùng đúng không ạ? Chào bác Lê Hùng. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Hương được không ạ? Quá là nhiều dòng xe đã được chào bán bên em. Chào anh Hoàng Sơn ạ. Bên đây thì em lại tiếp tục có một chiếc xe i10. Em i10 này không phải là bản hatchback ngắn đâu ạ, mà là bản sedan 2 đầu. i10 bản sedan 2 đầu nhập khẩu đời 2016 nhá. i10 nhập khẩu đời 2016. Em này là i10 sedan bản đủ của em Hương. Lớp sơn màu trắng đẹp, tổ hợp phím bấm, túi khí an toàn, chân vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình Android 10 inch. Màn hình Android 10 inch siêu to khổng lồ luôn. 285 triệu, mùng 1 hoan hỉ, 275 triệu. Dù là xe cỏ hay là dòng xe hơn 200 triệu ít thôi, vẫn bớt luôn 10 triệu đồng. Lói lét căng trên livestream ngày hôm nay ạ. 285 còn 275, đời 2016 bản nhập khẩu nhá. Xe thì cực đẹp, cam kết zin đẹp toàn xe luôn. Không đâm xô, không tranh chấp giấy tờ. Các bác cứ yên tâm khi mua xe bên em Hương thôi ạ. 285 triệu còn 275 triệu thôi. Chào bác Hoàng Sơn, chào bác Nguyễn Định, chào bác Huỳnh Thiện nào. Chia sẻ cho em Hương ngày hôm nay lên 100 khách hàng đi ạ. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt chia sẻ không được không ạ? Chào bác Hà Doan này. Chị ơi, chia sẻ cho em Hương được không ạ? i10 285 triệu bản sedan 2 đầu bản đủ nhập khẩu em Hương bán nhé. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Chỉ cần các bác bình luận là chốt i10 bản đủ là em Hương đã tặng luôn cho mình 10 triệu đồng rồi. 10 triệu đồng chỉ mùng 1 hoan hỉ đầu tháng em mới làm giá lấy vía thôi. Không bán lãi nữa mà chỉ lấy vía thôi để may mắn nhanh nhẹn thôi. Bác nào đang quan tâm thiện chí và nhanh nhẹn thì bình ủng hộ cho em Hương một chiếc xe. Bớt luôn giá cả hợp lý cho mình. Đằng sau chiếc xe i10 thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Cerato Coupe. Kia Cerato Coupe nhập khẩu đời 2009, nước sơn màu đỏ đẹp, lên đèn bi, có giải đèn led rồi, nước sơn đẹp đây. Em này là phân khúc thể thao hai cánh cửa nhá. Số tự động đẹp, gương kính thì auto tự động. Cửa lóc đầy đủ, nước sơn màu đỏ, các bác nhìn chất chưa? Em này là em đi cháy phố đấy ạ. Lên la răng hoa mai dạng mới, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. 335 triệu cho chiếc xe Cerato Coupe của em Hương này ạ. 335 triệu thôi.
Còn bên đây thì em có một chiếc xe Kia Carren nữa này. À em xin lỗi, một chiếc xe Captiva. Captiva biển 15 Hải Phòng, nước sơn màu bạc sáng này. Lên đèn bi, nhìn cụm đèn bi em cảm tưởng liên tưởng đến mắt một con cáo ban đêm, nhìn rất là sáng và hùng dũng luôn. Captiva đời 2007, số tự động đẹp, 228 triệu thôi ạ. Màn hình giải trí không khác gì một cái tivi luôn. Màn hình giải trí các bác nhìn này, vô lăng 4 chấu, ghế da căng mọng luôn. Điều hòa mát lạnh 2 vùng, 7 chỗ ngồi, số tự động có Kia Captiva luôn. 228 triệu, còn 218 triệu trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Chia sẻ mạnh mẽ lên các bác ơi, bác Xuân Cường, bác Quyên Huỳnh ơi. Cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm của mình được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại phía dưới bài bình luận của em Hương đi ạ. Một chiếc xe Captiva số tự động 7 chỗ ngồi, 228 triệu, còn 218 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Xin nhan trên gương, giá để đồ kệ, bước chân lên xuống, máy số thì ngon đẹp luôn. 7 chỗ ngồi cao dàn mát máy đây, một dàn lốp mới dày dặn luôn. Bên đây thì còn có một chiếc xe Captiva màu đồng nữa. Em Captiva này biển Vĩnh Phúc, với lớp sơn màu đồng đẹp này. Lớp sơn màu đồng đẹp, lên đèn bi salon, xin nhan trên gương, giá chào bán là 200 triệu tròn. 200 triệu tròn cho chiếc xe Captiva của em Hương. Bình thường là 210 triệu, hôm nay là còn 210 triệu đồng cho chiếc Captiva số sàn của em Hương nhé. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, màn hình giải trí, điều hòa auto, sấy sưởi kính đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Captiva 7 chỗ ngồi đây, chào bác Giang Hân nào. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Hương. Thế rồi bác nào đang bình luận trên Zalo là không gửi cho anh video à. Chào bác La Bùi Văn này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em Hương. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc Mazda 3. Một em Mazda 3 form dáng mới siêu lướt đây. Mazda 3 hai chế độ lái có phanh tay điện tử luôn nhá. Form dáng mới, lên đèn bi salon, đèn gầm và giải đèn led đầy đủ cho em. Mazda 3 phanh tay điện tử đời 2017, em này thì siêu lướt luôn. 555 triệu, hai chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao. 555 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Để cho mình chiếc Mazda 3 còn giá là 545 triệu. Cửa lóc đầy đủ cho em rồi, form dáng thể thao đẹp. Hai chế độ lái nước sơn màu đỏ đẹp đây. Phanh ABS chống bó cứng này. Chào bác Hoàng Văn Hùng, chào bác Thợ Quang này. Bên đây thì em có một chiếc Mazda form dáng mặt hề nhá. Mặt hề, mặt chú hề cười đấy. Nhìn này như đang mỉm cười luôn. Lên đèn bi và giải đèn led rồi. Mazda mặt chú hề này là biển 15 Hải Phòng, 310 triệu đồng, nhập Đức nhập nhá. Mazda nhập khẩu 310, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6. Em này cũng có cửa lóc luôn ạ. Em này cũng có cửa lóc luôn. Màn hình giải trí siêu lớn rồi. Đề lỗ thông minh, ghế da zin, máy số cũng phải zin luôn. Phanh ABS, một dàn lốp mới và dày dặn luôn ạ. Có cam 360, xin nhan chân hông rồi. 310 triệu đồng trước Mazda ngày hôm nay. Còn 300 triệu tròn. Còn 300 triệu tròn thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên được không ạ? Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Kia Carren à? Kia Carren bác nào vừa bình luận nhỉ? Kia Carren của em đây, em quay lại Kia Carren nhé. Các bác không bình luận trên livestream lại nhắn qua Zalo. Kia Carren biển 38 đây. Đời 2010, số tự động 2.0, 270 triệu, còn 260 mùng 1 ngày hôm nay. Anh Phan Chí Linh ơi, anh có thể bình luận luôn trên livestream của em cũng được để em quay nhá. Nhắn qua Zalo, đôi khi cái máy em cầm tay nó hơi bị không để ý, nhiều tin nhắn quá nó không để ý được. Chào bác Lê Trường An nào. Chia sẻ mạnh mẽ mùng 1 hoan hỉ cho em Hương đi ạ. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc. Em này full đồ và máy số zin, thân vỏ zin, sơn zin luôn. Lên đèn bi salon, xung quanh đèn bi có giải đèn led và đèn gầm đầy đủ của em Hương. Xin nhan trên gương, lớp sơn màu trắng đẹp Kia Rio đời 2015. Động cơ trang bị 1.4 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Giá chào bán 390 triệu. Trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay, mùng 1 hoan hỉ còn 300 triệu. À,
chết, 390 lại báo một 300 triệu tròn thì cô mà đúng mà. 390 còn 380 triệu ạ. Ga tay tự động cruise control, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí rồi, ghế da cấp cao luôn các bác nhá. Kia Rio 390 còn 380 trong buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Nhập hàng nguyên chiếc, máy số zin, sơn zin luôn nhé các bác nhé. Kia Rio đây ạ, hai vợ chồng đi đều được vì em này là số tự động đẹp mà. 390 còn 380. Các bác thấy ạ, mùng 1 hoan hỉ báo giá rất là tơi luôn. Đây là đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ, thả tim thả like cho em. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios bản E xịn này. Chiếc xe Vios, anh Phan Chí Linh ơi, xem luôn trực tiếp cho em trên livestream nhé. Sáng nay có khách nên là em quên chưa quay được cái video của con xe kia. Em ơi cầm. Đây ạ, Kia Carnet đời 2010, 7 chỗ ngồi, số tự động. Em cũng đã thẩm chiếc xe này rồi. Bình thường nếu như mà đi đâu thì em chỉ đi sập bắc thôi, nhưng mà đi cùng với gia đình là em sẽ đi chiếc xe Kia Carnet này. Số tự động đẹp đây ạ. Số tự động đẹp Kia Carnet biển 38, nước sơn màu vàng cát, lên đèn bi rồi, đèn gầm có, đời 2010, 270 triệu đồng. Nếu như anh Phan Chí Linh chốt chiếc xe này của em Hương còn 260 triệu đồng trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay ạ. Kia Carnet, máy số zin, số tự động đẹp, mới bảo dưỡng bảo hành, thay ắc quy mới, ngon lành cành đào luôn. Ngon lành hết rồi ạ, chỉ đợi khách hàng nhà mình chốt thôi. 270 còn 260, một dàn lốp đẹp dày dặn, phanh ABS đây ạ. Xe 7 chỗ ngồi gầm cao có Kia Carnet đi ạ. Ghế da bên trong ạ, căng mọng sắc lét luôn. Túi da, túi khí an toàn đầy đủ, màn hình giải trí cỡ vừa. 270 triệu còn 260 triệu. Anh Vũ Tiệp hỏi em có chiếc xe Kia Lào 2018 trở lên không ạ? À, chiếc xe Innova 2018 ạ. Innova em Hương chỉ còn 2015, 2012 thôi. Tuy rằng đời thấp hơn so với anh yêu cầu, nhưng em cũng đáp ứng đủ cho anh những cái mà anh cần luôn. Vì em một chiếc xe Innova đời 2012 của em Hương, một chủ từ mới, máy số zin, 2015 cũng là bản E xịn, hai chủ thôi. Biết rằng là hai chủ nhưng máy số zin luôn, xe gia đình các bác nhé. Xe gia đình ạ. Nếu như quan tâm về chiếc xe Innova đời 2015 của em Hương thì em sẽ quay luôn chiếc xe Innova nhé. Anh Vũ Đình, anh Vũ Tiệp ơi, đợi em một chút này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 50 khách hàng đi ạ. Chào bác Vũ Tiệp, chào bác Lê Thế Bình, chào bác Quỳnh Phong. Hôm nay mát rồi, mạng mẽo của em Hương quá là ok đúng không ạ? Innova em có đời 2012, bản E xịn màu bạc, một chủ từ mới, máy số zin. Và một chiếc xe Innova màu đồng, cũng là xe máy số zin, gia đình sử dụng, bản E xịn đời 2015, 388 triệu. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Gelesis, số tự động thể thao đẹp, 445 triệu, lộ bô on off, hai cánh cửa thể thao, kính không viền, nút mở một chạm thông minh, đề lổ thông minh, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, túi khí an toàn, điều hòa auto. Em này dành riêng cho những bác nào mà cảm giác dân chơi và thanh niên một chút, vì trông nó rất là chiến luôn. Một chiếc Gelesis đời 2009, số tự động đẹp đây ạ, form dáng thể thao, 445 triệu nhé. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc Mazda 2, Mazda 2, Mazda 3 em đều có đầy đủ luôn. Một chiếc xe Mazda 2 được sản xuất vào năm 2012, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp, gương kính thì auto tự động cho em, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, đề lổ thông minh, đầy đủ hết rồi. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2, nước sơn màu đen đẹp, à màu xanh đẹp, đèn phanh ABS đầy đủ. Trong buổi mùng 1 ngày hôm nay còn 298 trừ 10 còn 288 triệu. 288 triệu cho chiếc xe Mazda 2 của em Hương ạ. Em sẽ quay ra Innova nếu khách hàng nào đang quan tâm về Innova của em Hương đây ạ. Nhiều xe quá, đợi em một chút này. Chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh Quỳnh Phong. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Bán tải Ford Ranger 2 cầu số sàn dưới 400 triệu. 395 triệu, biển thủ đô Hà Nội, 7 chỗ ngồi, số tự động, lại còn là máy dầu thì em Hương có Kia Zondo, đèn bi salon, đèn gầm có, gương kính auto tự động cho em,
Kia Rondo màn hình giải trí đầy đủ rồi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng và túi khí an toàn. Kia Rondo máy dầu 468 triệu 7 chỗ ngồi. Chào bác Hà Văn Bùi. Chào bác Bùi Văn Hòa. Tên bác hơi bị ngược, em đọc ngược một chút rồi. 7 chỗ ngồi, em rất là nhiều xe luôn, chỉ cần các bác chia sẻ cho em chốt xe trên ngày mùng 1 ngày hôm nay, giá cả không cần phải bàn nữa, chất lượng cam kết luôn. Chào bác Hoàng Tùng Chính Anh này. Bên đây thì em có một chiếc 7 chỗ ngồi Mazda Fremacy đời 2003, số tự động đẹp, 162 triệu. Kia Morning em về thêm đủ màu luôn, màu đỏ, màu xanh và màu trắng này. Đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2016, em này thì giá chỉ có 215 triệu thôi. Lước sơn màu xanh đẹp, lên cho em bộ mâm hoa răng rất là đẹp luôn. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh đẹp của em Hương đây ạ. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì đâu ạ. Ghế da căng mọng chắc chắn luôn. Chào bác Tân Dương đây ạ. Quan tâm về Morning của em Hương thì em có màu xanh và màu vàng nhé. Chiếc màu xanh này 2016 động cơ 1.2, 215 triệu đây ạ. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Hyundai i10. Em i10 này biển 36 với lước sơn màu trắng đẹp, biển 36 Thanh Hóa đúng không ạ? 36 Thanh Hóa hay Nghệ An em quên mất rồi. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5 2023. i10 đời 2018 nhá. Em này số sàn, bản lắp ráp trong nước, giá chào bán 285 triệu. 285 triệu. Em này là bản bay nhá, bản bay rồi. Có màn hình giải trí rồi, được cái là một dàn lốp mới dày dặn theo xe. Động cơ trang bị 1.2 i10 bản bay biển 36 285 triệu đời 2018 này. Dàn lốp các bác nhìn này, dàn lốp rất là đẹp luôn, bản bay lên la răng đẹp chất nừ luôn. Em sẽ quay cho các khách hàng nhà mình quan tâm về chiếc xe của em là chiếc xe gì nhỉ? Innova, các bác nhìn này, toàn đứng ở đây đã có 3 chiếc xe Innova rồi. Một chiếc xe Innova biển 29 này, biển thủ đô Hà Nội, ba mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi cũng có rồi. Innova với lước sơn màu bạc, biển thủ đô Hà Nội đây, mới về đây. Em này là đời 2013. Đời 2013 nhá. Màn hình giải trí có rồi, giá bao nhiêu nhỉ? Mới về. Em này là mới về đây ạ. Chào bác Nguyễn Thùy, chào bác Tân Dương này. Innova đời 2013 đây ạ. Em này bao nhiêu tiền thì hôm qua em lại quên mất rồi. Hơi đơ đơ một tí rồi. Em này thì chắc là hơn 200 triệu một tí. Thôi để em bỏ qua con này đi, em quên mất giá rồi, tự dưng quên giá rồi. Hơi đơ đơ một tí. Đây, đi vào bên đây có một chiếc xe Innova nữa đây ạ. 7 chỗ ngồi, số sàn, máy số zin đời 2015. Innova form dáng mới đời 2015 đây. Em này là bản e xịn nhá. 388 triệu chiếc Innova bản e xịn của em Hương, biển 12, lước sơn màu vàng cát. Em đảm bảo các bác lên phát nhìn nó yêu luôn. Xi nhan trên gương ốp hết mạ chrome tay cánh cửa, đầy đủ rồi. Màn hình giải trí này, ghế da bọc bộ áo rất là xịn sò luôn. Trần lỉ nguyên zin và có bọc ly lông sạch sẽ nhé. Máy số zin Innova 388 triệu trong buổi mùng 1 ngày hôm nay. Khách hàng nào quan tâm còn 380 triệu thôi. 380 triệu đời 2015. Máy số zin bản e xịn có Innova form dáng mới này. Innova form dáng mới đây. Chào bác Hải Trần, chào bác Phiên Nguyễn này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương được không ạ? Và đừng quên thả tim thả like cho em. Innova đây ạ, 2015 form dáng mới 388 triệu, còn 380 triệu trong buổi mùng 1 livestream mới ngày hôm nay của em Hương. Một chiếc xe màu đỏ đây, form dáng rất là xinh luôn, 93 triệu trong buổi ngày hôm nay. Bác nào tập lái mới lấy bằng đi gia đình đây thì em có cho mình 85 triệu nhá. Mặc dù xe cỏ nhưng vẫn bớt sâu, 93 triệu còn 85 triệu. Để khách hàng nhà mình có xe đi lại thôi, chứ không phải là bớt nhiều đâu ạ. Không phải là ăn nhiều mà bớt nhiều đâu nhá. Mà để khách hàng nhà mình xe đi lại thôi, 93 triệu còn 85 triệu. Chiếc xe Kia Morning màu xanh kia của em Hương là đời 2016, 215 triệu. Thì chiếc xe Kia Morning màu vàng này của em Hương cũng vậy, lên bộ mâm rồi. Màu vàng zin đẹp, đèn halogen có đèn gầm rồi. 215 đời 200 à đời 2016, giá chỉ còn 215 triệu thôi ạ. Một chiếc Accent với lước sơn màu bạc biển 89 này.
Accent form dáng mới, bản lắp ráp trong nước, động cơ 1.4, đời 2019, bản siêu lướt lướt của em Hương đây ạ. Bản siêu lướt lướt, lên na răng, à lên đèn bi, đèn gầm là đèn bi, đèn halogen siêu sáng này, một dàn lốp mới zin đẹp, máy số zin, thân vỏ zin, xin nhan trên gương 385 triệu cho chiếc xe Accent 2019 ngày hôm nay. Order chuẩn chỉ có 6 vạn thôi. Hôm trước em mua về là 5 vạn nhưng mà em để đi một thời gian. Kiểu xe đẹp muốn đi một tí cho sĩ đây là lên là 6 vạn một chút nhé. Order chuẩn mà không chạy lại order đâu ạ. Không chạy lại order, nói không hay không chạy lại order nhé. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đời 2019 đây ạ. Màn hình giải trí có rồi, Accent màu bạc của em Hương bản siêu lướt này. Chào anh Việt VTV này, chào bác Vũ Đức Thanh này. Bên cạnh chiếc xe Accent màu bạc thì em còn có một chiếc Accent màu đỏ, màu trắng và màu đen, full bảng màu Accent luôn. Accent màu đỏ đây ạ. Accent màu đỏ, Hyundai Accent màu đỏ đời 2018. Em bạc 19, em đỏ 18, toàn dòng xe siêu hot thôi. Siêu hot hit và siêu lướt luôn. Biển 90, nước sơn màu đỏ đẹp, zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc cho em. Lên đèn bi, có giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương. 475 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 của em. Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, số tự động đẹp. Các bạn nhìn đâu, mở phở các bác mở cửa một phát là báo luôn hơi đơ ạ. Chắc là do mạng của em lại có hơi một chút trục trặc rồi, không sao cả. Các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Accent tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí đề lổ thông minh, số tự động đẹp, ghế da 3 màu cao cấp, phối rất là đẹp luôn. 475 triệu, còn 465 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay cho chiếc Accent của em Hương đây ạ. Nước sơn màu đỏ đẹp nhá. Nước sơn màu đỏ đẹp em Hương có Accent đi này. Innova em có 215 và 212, số tự động đẹp và 213 nữa. Ở đây bác nào đang thích xe Kia Cerato không ạ? Kia Cerato biển thủ đô Hà Nội, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, nước sơn màu trắng đẹp, form dáng thể thao chất lượng đây ạ. Kia Cerato cửa lóc đầy đủ, lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Kia Cerato đời 2017 em Hương đang bán là 488 triệu. 488 triệu màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên nghe gọi trên vô lăng, có ga tay tự động, có lu con trơ. Mạng hôm nay chuẩn em ơi, em cảm ơn anh, hôm nay nó mát rồi đấy ạ. Mọi ngày không phải do mạng đâu, mà do thời tiết nó nóng quá là điện thoại nó báo nóng, nó không cho like ấy, nó cảnh báo nguy hiểm ấy anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp 1.6, biển thủ đô Hà Nội, 8 mắt cảm biến trước và sau, xi nhan trên gương, phanh ABS, bộ mâm la răng, hoa mai dạng mới, siêu đẹp luôn. 488, còn 478 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chevrolet Aveo đây, một siêu phẩm Chevrolet Aveo 245 triệu thôi ạ. 245 triệu đời 2017, động cơ 1.4. Em đang bán là 245, mùng 1 hoan hỷ 235 triệu. Không, hôm nay không phải là cắt xả hay là gì cả mà là hoan hỷ ngày mùng 1 thôi. Chào bác Thơm Lê, chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương lên trang cá nhân một hội nhóm đi ạ. Mùng 1 đầu tháng ngày hôm nay em chỉ bán lấy vía thôi, lấy hoan hỷ thôi, không ăn lãi một đồng nào luôn các bác này. Một chiếc xe biển Hà Nội nữa đây. Nếu như khách hàng nào mà đang quan tâm về biển Hà Nội mà đi xe nhập khẩu, số máy ngon thì em Hương có chiếc xe ghét này. Một chiếc xe ghét biển thủ đô Hà Nội đây ạ. Nước sơn màu bạc đẹp, xe ghét các bác biết rồi, thân vỏ chắc chắn, máy số ngon. 158 triệu, còn 150 triệu cho chiếc xe ghét ngày hôm nay mùng 1 của em nhé. Bớt luôn 8 triệu đồng chiếc xe ghét đời 2009 số sàn đây ạ. Nước sơn màu bạc đẹp, máy số ngon, ghế da cao cấp rồi, thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn. Còn bác nào muốn trải nghiệm xe mẹc thì em có xe mẹc. Một em xe mẹc C240, số tự động đẹp mà giá chỉ có 240 triệu thôi. Các bác nghĩ rằng đi xe mẹc tiền tỷ á? Không có đâu ạ. Đến với em Hương, xe mẹc chỉ từ 200 cho đến 400 triệu thôi ạ. Có xe mẹc đi rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây, biển 37 này. Chào bác Phạm Khánh Ngân này, chia sẻ cho em Hương lên được không ạ? Một chiếc xe Hyundai i10 biển 37, nước sơn màu trắng đây ạ. Đời 2015, em này là số tự động rồi. Số tự động đi rất là nhàn luôn.
i10 bản đủ số tự động nước sơn màu trắng đẹp. 328 triệu. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động đẹp đây ạ. Màn hình giải trí cỡ lớn, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da cao cấp, trần lỉ nguyên zin luôn ạ. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động màu trắng đẹp này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa, biển 34 bánh đậu xanh. Em này thì là số sàn nhá, bản sedan 2 đầu. i10 nhập khẩu 2016 bản sedan 2 đầu, giá chỉ có 248 triệu thôi. Lước sơn màu trắng đẹp, màn hình giải trí rồi, ghế còn nguyên zin, trần cũng nguyên zin luôn. Màn hình giải trí 10 inch nhá. i10 sedan 2 đầu 248 triệu ạ. Chào bác Loan Hồ. Còn ở đây một siêu phẩm này, một chiếc xe Kia Rio đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn, biển thủ đô Hà Nội. Lước sơn màu trắng đẹp, cam lùi đầy đủ cho em. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đây ạ. 325 triệu bộ ghế da cao cấp rồi. Màn hình giải trí cũng có rồi, điều hòa auto cho em, mát lạnh luôn. Em Kia Rio này số sàn, em Hương đang bán là 325 triệu. Trong buổi livestream của em Hương còn 315 triệu cho ngày mới ngày hôm nay nhé. Chiếc xe này thì tối qua 10 giờ tối đêm em đã chốt cho bác về Hà Nội rồi. Ngày mai mùng 2 đẹp ngày bác sẽ đến lấy xem xe này. Rất là nhiều xe luôn. Accent em đủ xe luôn. Accent em còn có một chiếc Accent đời 2015 nữa đây. Accent đời 2015 số tự động đẹp bản Blue cao cấp. Xin nhan trên gương, một dải đèn LED quanh cụm đèn pha phía trước, cửa lóc đầy đủ. Accent 2015 em Hương đang bán là 383 triệu. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, 383 triệu, còn 373 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Accent cửa lóc của em Hương đây ạ, bản Blue cao cấp nhất. Các bác nhìn này, ghế da, thảm sạch sẽ, keo chỉ zin cánh cửa, máy số zin luôn, bản Blue cao cấp, không một lỗi nhỏ luôn ạ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Bên đây, bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. Một chiếc xe i10 biển 88 đây ạ. Bản 1.2 bản đủ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ cho em rồi. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương. Máy số zin 365 triệu cho chiếc xe i10 số tự động. Màn hình giải trí OLED siêu lớn, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đời 2017 365 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. i10 bản đủ nước sơn màu trắng đẹp. Màu trắng thì mẹ có mắng vẫn là yêu nhá. Len la răng hoa mai dạng mới rồi, phay rất là đẹp luôn. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em Hương ở dưới bài livestream ngày hôm nay. Và đừng quên kết nối hotline của em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, cũng như để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Có lẽ là em xin phép đừng dừng buổi báo giá livestream ở đây, vào văn phòng ngồi điều hòa tí ạ. Nóng quá. Ăn cơm chưa? Vừa rồi thì em Hương đã báo giá một buổi báo giá ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 đúng không ạ? Đầu tháng mới rồi. Thôi ngồi vào điều hòa cái mát lạnh người luôn, khác hẳn lúc đứng ngoài trời nắng livestream. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng ôm em, cùng em Hương xem hết buổi báo giá livestream ngày mùng 1 ngày hôm nay nhé. Chào bác Trần Dương Cubin này, chào bác Xuân Lê, chào bác Loan Hồ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Chúc khách hàng một ngày mới, một tháng mới thành công, mọi công việc luôn được thuận lợi ạ. Đừng quên số hotline của em Hương nhé. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh được không ạ? Một nút thích trang của em và kiểm tra xem thông báo của mình là em Hương đã mời mình thích trang chưa. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Còn hôm nay thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. 0354602790 là số hotline của em ạ. Và bây giờ thì em xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào ngày mai, mùng 1 sớm mai và mùng 2 đầu tháng vào ngày mai, 11:30 ngày mai thì em Hương sẽ có buổi báo giá livestream trực tiếp hơn nữa. Vào buổi báo